Chào mọi người. Ngày nào cũng ăn phở vậy sao chịu nổi cô Liễu? Cậu đó, lúc nào cũng càm ràm hết. Không ăn thì thôi vậy. Ủa, tôi thấy cái này ngon mà. Tỏ vẻ cao thượng nữa. Thôi mà, phở gói thì nó cũng có mùi tự tựa phở thiệt thôi, ráng ăn đi. Ừ, ăn đi. Đừng làm bèm nữa. Nhưng mà mọi người không thấy nó... Ăn sao? Nó quá áp lực với mình hả? Ăn phở gói cũng áp lực hả? Mình ngày nào mình cũng ăn hết riết, giống như... Nó là một cái sự mà gọi là ám ảnh mình luôn á. Mọi người phải biết vượt lên số phận chứ. Phải biết thay đổi hoàn cảnh của mình đi. Mà sao? Thật ra là anh tính kiếm tiền một mình á. Nhưng mà tại anh thấy mọi người khổ quá, cho nên anh sẽ chỉ cho mọi người, chia sẻ cho mọi người cách để vượt lên số phận. Bằng cách nào? Chơi cổ phiếu. Con mới quen được một anh kia làm bên chuyên gia phân tích chứng khoán. Ảnh đưa ra một thông tin mật với con là sắp tới sẽ có một công ty phát triển cực kỳ mạnh. Mình mà mua vô mình lời là cái công ty đó càng phát triển là mình càng lời. Ồ, đó là công ty nào vậy? Công ty buôn bán máy tính bảng. Máy tính bảng. Mà bây giờ mọi người nghĩ đi, máy tính bảng ai cũng phải xài, ai cũng phải có. Mỗi người mua một cái là mình có tiền vô, tiền vô, tiền vô. Mình mà có cổ phiếu của công ty đó, công ty đó càng lớn mạnh là mình có càng nhiều tiền, càng nhiều tiền, càng nhiều tiền hơn nữa. Mình nhiều tiền lắm hả anh? Là mình lời gấp 10 lần không? Anh chưa nói chắc được. Ông có thể nói cụ thể hơn được không? Bây giờ có nói ra thì mọi người cũng không hiểu đâu. Tại phải có cơ bản, có căn bản về kiến thức về chứng khoán. Nói ra mới hiểu được. Mọi người hiểu không? Ông có biết gì về chứng khoán không? À, biết một chút. Biết là mình phải mua ở đầu gối, bán lại ở vai. Đúng. Hả? Là sao? Có nghĩa là mình mua thấp bán giá cao. Ấy, nhưng mà em có nhớ ba em nói á, nếu mà có chơi chứng khoán á thì ba em hay nói là đừng bao giờ đầu tư vào một cái công ty mà nó đang xuống dốc. Ủa, sao vậy? Tại vì công ty đang xuống dốc vậy đó, mình cứ đầu tư vô hoài, mình lúng sâu lúng sâu, lúng chìm lúng chìm lúng chìm, đến một lúc rồi đó công ty nó phá sản là mình trắng tay luôn, mất hết. Hồi xưa ba em phá sản hả? Sao biết hay vậy? Cô cũng có nghe một câu nói tương tự, ăn chắc mặc bền đó. Tính ra mọi người cũng am hiểu chút đỉnh về chứng khoán đó chứ hả? Vậy là chơi được rồi đó. Sao? Bây giờ quyết định đầu tư với con không? Quất, nhớ nha, mua đầu gối, bán ở dài. Anh chắc chắn với em là công ty không có xuống dốc chứ? Em yên tâm lê. Cô lúc nào cũng theo chủ nghĩa ăn chắc mặc bền. Hãy giúp cho cô mua bán an toàn. Nhớ đó. Cô yên tâm đi. Chúng ta sẽ đạt được bao nhiêu tiền trong vòng 1 năm tới? Nhìn nãy giờ cũng không hiểu gì hết. Hình như là nó đang tăng lên hả? Dạ đúng rồi đó cô. Cô được 2 triệu rồi đó. Wow. Ôi trời, mới có một ngày mà tới 2 triệu lận à. Dạ. Con mà biết sớm vậy á là con cũng sẽ mượn thêm tiền, bỏ thêm tiền vô nữa là hôm nay con cũng được 2 triệu giống cô rồi. 2 triệu nghe là anh chị. Ừ. What? Tới bây giờ là tôi mới thấy ông có ít tiền. Với tình hình nó cứ tăng liên tục vậy là chắc mình sẽ giàu to. Nhưng mà hôm nay nó tăng lên, chưa chắc là ngày mai nó không xuống đâu ha. Cô nói cũng có lý. Có khi nào ngày mai á nó tụt dốc không phanh không ta? Nguyên liệu nói xuống cái gì? Xuống xuống đang mới lên được chút xíu mà xuống xuống xuống. Anh tin chắc luôn là nó sẽ tăng liên tục. Thiệt hả? Dạ. Cô chắc là nó sẽ tăng liên tục à? Dạ. Thực ra cô không có tham vọng đâu, chỉ là muốn ăn chắc mặc bền mà thôi. Nè, khi nào đến lúc nhớ bán ra giùm cô nghe chưa? Ông hãy mua ở đầu gối,
và bán ra vài giùm tôi được không? Ok. Còn em chỉ muốn nó càng ngày càng tăng để em trở nên giàu có thôi. Ủa, của em anh bán hết trơn rồi. Xạo quá. Anh giỡn xíu ơi. Vậy là từ bây giờ cả bốn chúng ta sẽ giàu to to. Yeah. Chúng tôi xin giới thiệu một bài viết nữa của cô bé nông thôn Tâm Anh. Nhà mà chúng tôi tá túc ở Sài Gòn là nhà của ông Đỗ Tú Tài. Ông là giám đốc của một công ty cung cấp lương thực rất lớn. Mỗi lần ông thả bom là vây khắp cả nhà. Có lẽ trên đời này không có người nào có khả năng thả bom giỏi như ông hết. Tùy theo tâm trạng mà tiếng thả bom của ông khác nhau. Những lúc mà ông nổi giận thì bấm. Những lúc vui thì bấm. Vậy trời, đang ngăn một cái chuyện thả bom. Mất vệ sinh quá. Nét mặt của ông thể hiện theo tiếng thả bom rất đa dạng. Thỉnh thoảng nó làm cho con giật mình và ngập thở vì cái mùi của nó. Nhưng con không hề ghét tiếng thả bom của ông chút nào hết. Vì ông là ân nhân của con. Không thì hai chị em con cũng không biết phải đi đâu, về đâu ở Sài Gòn này. Nè, tôi bảo, hình như là đang nói về giám đốc đó. Tôi đã nói ngay từ đầu là ông Đỗ Tú Tài mà. Nói đúng lắm luôn á. Bởi vậy á, ông đi đâu cũng thả bom hết trơn đó. Làm như có ai nói xấu mình thì phải. Ngứa tai quá. Anh Quốc ơi, anh coi nè. Ừ vậy. Sao mà giá công ty á, cổ phiếu á, nó càng ngày nó càng xuống vậy anh coi coi. Anh biết bữa giờ rồi. Mà nó mới xuống có mấy ngày nay à, em ráng đợi thêm xíu đi. Nhưng mà có khi nào nó tuột luôn không? Và em nói á, đừng có bao giờ giữ cái công ty mà cổ phiếu đang càng ngày càng tuột, càng giảm. Không có đâu, có lên thì có xuống, em ráng bình tĩnh. Ê, Quốc, ông có nghe cái tin mà cái giá cổ phiếu bị rớt chưa? Nó mới giảm có 10% mà, mọi người kiên nhẫn đợi một chút xíu đi. Ê, nhưng mà có sao không? Quốc, ông nhớ cái lời tôi dặn chứ, có nghĩa là mua đầu gối bán nó dài, ok không? Mấy đứa à, ngủ chưa? Cô vào có được không? Cô hả? Có chuyện gì không cô? Quốc à, cổ phiếu rớt rồi đó. Dạ con biết rồi. Thấy chưa, cô nghĩ là rớt mà ai ngờ là rớt thiệt. Cô ráng chờ thêm mấy ngày nữa coi sao. Lỡ như ngày mai rớt nữa thì sao? Hay là bán luôn cho rồi? Hay cô đợi xem mấy ngày nữa đi. Cô nghĩ là không nên chờ đâu. Cô đã nói với con rồi, cô đâu có tham vọng gì đâu. Ăn chắc mặc bền vẫn tốt hơn mà. Thôi được rồi, để mai con bán cho cô nha. Vậy mấy đứa kia họ có bán không vậy? Dạ không, mọi người đợi cổ phiếu tăng lại rồi mới bán. Tính ra ăn chắc mặc bền cũng đâu có tốt đâu ha. Hay là hai đứa cứ giữ lại đi. Thôi, hai đứa ngủ ngon nha. Sao cứ vậy hoài vậy? Cái gì vậy trời ơi? Thôi đi, trời ơi. Nói cái gì đây chứ? Mọi người bình tĩnh đi. Mình chơi cổ phiếu mình phải kiên nhẫn chút xíu chứ. Kiên nhẫn chứ, nhưng mà em nghĩ là công ty này đang đi xuống rồi đó. Không có, công ty vẫn đang phát triển mà. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rồi, phải mua ở đầu gối, bán ra trên vai. Tôi hiểu rồi mà, mọi người chơi chứng khoán là phải chịu khó một chút xíu, phải kiên nhẫn. Có lúc lên lúc xuống chứ. Không được đâu anh ơi, công ty một khi công ty đã xuống dốc rồi á là mình phải bán đi, mình không có được giữ một cái công ty đang xuống dốc nữa. Anh phải đợi cho phá sản mới bán hay sao? Em không hiểu anh, nó như một cái biểu đồ hình sin vậy đó, chứng khoán là như vậy. Em chưa nghe câu xuống làm gì rồi lại phải lên à. Trời ơi, chơi cổ phiếu cái quy luật nó rất là đơn giản. Mình phải mua đầu gối bán ra ở vai. Trời ơi, mấy người này sao chơi chứng khoán mà không kiên nhẫn gì hết. Ông bà nói câu đó của anh Julien là đúng rồi đó. Toàn là lý thuyết không chứ ông bà gì. Đúng rồi.
mua đồ gói bán rẻ vai. Biết rồi, chứ tôi có mua mắt cá bán cho họ ác chưa? Hai đứa ngủ chưa? Cô lại làm phiền nữa vậy anh. Mở cửa cho cô đi mà. Gì đây cô? Dạ cô phiếu lệ rớt nữa rồi đó. Con biết rồi, mà mình chờ thêm mấy ngày nữa đi. Ngày nào cô con cũng nói như vậy hết, cứ bảo cô chờ chờ hoài chờ hoài. Hay là bây giờ bán luôn cho cô đi. Cô đã nói rồi, cô chỉ muốn ăn chắc mặt bền thôi mà. Thôi được rồi, để mai con bán cho cô. Sao không bán liền bây giờ mà phải chờ đến ngày mai? Bây giờ tối rồi làm sao mà bán được cô? Vậy buổi tối không bán được sao? Cô không biết chuyện đó hả? Sáng mới bán được. Không. Vậy mấy đứa kia có bán không? Dạ không. Vậy thôi, hai đứa ngủ đi ha. Cái gì? Nữa hả? Nó bực mình ghê luôn. Em đã nói với anh Quốc bao nhiêu lần rồi, đừng có bao giờ mà cầm hoài dữ vậy. Cổ phiếu của công ty đang rớt giá mà không chịu nghe. Anh cũng có dặn là mua ở đầu gối bán ra ở dai mà không chịu nghe. Văn Quốc. Vụ gì hai người? Anh Quốc hả? Rớt giá nữa rồi kìa. Anh biết rồi, chờ thêm đi. Anh biết rồi, chờ thêm cái gì không có được chờ thêm. Cái đời đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có bao giờ cứ giữ hoài. Cái cổ phiếu công ty đang rớt giá, cái đó là cái điều mà phải biết, cái điều hiển nhiên đó anh biết không? Mà chơi cổ phiếu là phải bình tĩnh nè em. Bình tĩnh cái ông gì có bị vấn đề gì không hả? Có cái gì khó hiểu không? Tôi đã kêu ông là mua ở đầu gối bán ra ở dai hả? Có cái gì mà không hiểu? Đầu óc ông có bị vấn đề vậy không? Hay là tôi tin lầm ông hả? Anh Quốc này, sợ quá. Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả mấy đứa? Ôi, cổ phiếu rớt giá nữa rồi cô. Đó, thấy chưa? Hôm qua cô đã nói với con sao hả? Cô chỉ muốn ăn chắc mặt bền mà thôi. Đó, hôm qua con đã nói ngày hôm nay con bán cho cô rồi. Cuối cùng tự cô suy nghĩ lại mà. Nè, chính con là người khuyên cô thay đổi ý định nha. Ngay từ đầu cô đã nói là cô chỉ muốn ăn chắc mặt bền mà thôi. Nè mấy đứa làm chứng cho cô, có đúng vậy không? Vậy đúng, đúng. Nghe rõ ràng luôn. Con nghe rõ ràng như vậy luôn. Với lại con cũng đã nói với anh rồi, đừng có bao giờ giữ ngoài cổ phiếu công ty đang rớt giá mà không chịu đâu cô ơi. Quốc ơi, làm ơn nha, làm ơn mua ở đầu gối bán ra ở vai. Xin to play nha. Hiểu mà mọi người, tôi hiểu mà. Hiểu gì tại sao lại không giữ? À hả, tại sao không bán ra mà giữ hoài cho giờ nó rớt xuống hả? Mọi người bình tĩnh đi, sao cứ suốt ngày mà cứ la làng lên vậy? Chơi cổ phiếu mình phải biết, mình phải cứ vậy làm sao mà chơi được? Nè, bây giờ ai mới là người phải nổi giận đây hả? Cô đã nhịn lâu lắm rồi, bây giờ cô không nhịn nữa. Trời ơi, thôi đi. Vậy là ngày hôm nay con sẽ bán hết cho mọi người, xong con trả lại tiền hết cho mọi người luôn. Vậy là được rồi chị gì? Mày chơi cổ phiếu, mày lật chơi cổ phiếu. Tiền của mọi người nè. À mà nè, còn bán hết rồi hả? Dạ không, số tiền này là con với bé Mai mượn về để trả đỡ cho mọi người á. Công ty đang xuống dốc, giữ lại làm gì không biết luôn đó. Ăn chắc mặt bền vẫn tốt hơn. Bộ mua ở đầu gối bán ra ở vai nó khó vậy không? Anh Julian, công ty hải sản Bắc Cực đang phát triển lắm á, anh có muốn thử đầu tư vô không? Anh sẽ đầu tư theo cái kiểu của anh. Là đầu gối với vai không? Lần sau nhớ cẩn trọng hơn một chút. Và sau đó mỗi người đều nhận lại số tiền tương ứng với sự đầu tư của mình. Có điều mấy ngày sau, sổ tiết kiệm 2 triệu mà còn có 300 ngàn nữa. Tại sao lại như vậy?
My là người rất sợ giữ cổ phiếu của công ty đang xuống dốc, nhưng cuối cùng lại dồn hết sức cho một công ty đang xuống dốc. No. Julian là người thích mua ở đầu gói và bán ra ở vai, nhưng cuối cùng với mỗi cổ phiếu mà cậu ấy đầu tư lại mua ở đầu và bán ở gót chân. Ôi trời ơi, tôi phải làm sao đây? Làm ơn đi các người, bằng mọi giá phải bắt lại tên giám đốc đó cho tôi. Làm ơn đừng để hắn bỏ trốn mà. Bao tiền của tôi, bao nhiêu hy vọng của tôi đã đặt hết trong đó đó. Làm ơn đi mà. Cô chủ nhà là người rất thích ăn chắc mặt bền, nhưng cuối cùng cô ấy lại là người ăn mặc te tua nhất năm đó. Còn tôi thì sao? Tôi là người đã cố giữ lại số cổ phiếu của ba người họ, và bây giờ đã có được số lãi lên đến 386%. Cho nên vấn đề tiền phòng năm đó không phải lo nữa. Gia đình là số 1, oh, oh, oh. Gia đình là số 1, oh, oh, oh.